Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Và rất là vui ngày hôm nay cửa hàng em lên sóng giới thiệu với tất cả các bác một lô loa full bass 25. Phải nói là một trong những dòng loa siêu chất, một dòng loa phải nói đáng chơi nhất hiện nay. Và đặc biệt nữa là đến từ một cái thương hiệu rất là quen thuộc với những bác chơi âm thanh, đó là thương hiệu Audio King. Đấy, Audio King. Và điều đặc biệt của lô loa này, nó là bass neo và tép. Nói chung là bass và tép đều đã đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Italia, đó là bass và tép đến từ hãng BNC. Và bass của nó lại là bass neo. Và điều rất đặc biệt nữa luôn là cái giá của lô loa này rất là hợp lý luôn, thực sự là như thế. Các bác không thể tưởng tượng được một lô loa xịn như thế này, đẹp chất, hàng chất như thế này và rất là đẹp, nhưng mới cái giá dưới 8 triệu đồng. Và cụ thể lô loa ngày hôm nay bọn em sẽ để cho các bác với cái giá chỉ là 7 triệu 800 ngàn đồng một đôi. Phải nói là một cái giá rất là hợp lý thời điểm này. Cho nên mà cái lô loa này thì chắc chắn là bọn em sẽ bán rất là nhanh, 1-2 ngày là chắc chắn sẽ hết. Và các bác sẽ đón xem là ngày mai cái lượng hàng đi cái lô loa này các bác sẽ thấy nó kinh khủng như thế nào. Tại vì đối với cái giá này mà để sở hữu được một cái dòng loa này thì thực sự là quá là hợp lý luôn. Loa bass neo, tép bass neo của hãng BNC và tép cũng của hãng BNC thôi. Một cái sự đảm bảo cho các bác rằng là dòng loa này đã là quá là hay rồi. Chỉ cần nói đến cái tên BNC thôi của Italia thì các bác đều biết đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thị trường hiện nay. Một trong những cái hãng đứng đầu, gọi là hãng số má chuyên sản xuất bass loa và tép loa. Và đặc biệt nữa là phân tần của nó cũng rất là khủng luôn. Toàn bộ phân tần đến của Canada. Đấy, phân tần linh kiện của Canada. Và lô loa này thì đấy là một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng nữa rồi. Đây là dòng loa cao cấp. Đấy, cao cấp các bác nhá. Của thương hiệu Audio King. Audio King thì các bác rất là quen thuộc rồi. Nói chung là không bình thường các bác nhá. Audio King nó sẽ có hai thương hiệu. Một thương hiệu là Audio King hoặc là gọi là Audio Flan cũng là nó luôn đấy. Đấy, Audio King. Nhưng mà một dòng nữa, dòng cao cấp của nó sẽ thêm chữ Acoustic như này. Đây này, Acoustic. Và đây là cái phiên bản cao cấp của dòng Audio King. Các bác sẽ, tí đây em sẽ phân tích cho các bác xem là cái dòng phiên bản cao cấp này nó sẽ hơn những cái phiên bản bình thường thì những cái điểm gì. Và chúng ta sẽ thấy nó thực sự đây là một trong những cái lô loa rất là đáng chơi. Đấy. Và bây giờ em sẽ đến chi tiết cái lô loa này cho bác xem luôn. Thì toàn bộ lô loa này là một dòng loa full 25 bass neo. Bass neo gần 3 sóng. Đấy. Gân 3 sóng mà rốn lại là rốn lõm. Đấy, rất là đặc biệt luôn. Cái dòng loa các bác à, rốn lõm và rốn lồi nó khác nhau rất là nhiều ở nơi cái tiếng bát. Nếu như một chiếc rốn lồi thì chúng ta sẽ thiên về lời hơn. Nhưng mà rốn lõm, rốn lõm mà lại nằm trong một cái bát neo này thì các bác yên tâm rằng dòng loa này có một cái tiếng bát rất là hay và rất là lực. Đấy, rốn lõm các bác nhé. Rốn lõm. Đấy. Rất là đã luôn. Thực sự là như thế. Toàn bộ lô loa này, toàn bộ lô loa này thì được bọn em là kiểm tra rất là kỹ và không một chiếc loa nào bị cháy, không một chiếc loa nào làm lại và không một chiếc loa nào bị lỗi. Toàn bộ lô loa này có thể đẹp mỹ mãn luôn. Cho nên mà các bác mua loa bên cửa hàng em, các bác yên tâm rằng là không bao giờ có cái chuyện mà một chiếc loa nào mà bị làm lại lọt ra ngoài cho các bác. Vì loa này, lô này là bọn em mua loa chọn và 100% là chuẩn zin 100% luôn. Chuẩn zin luôn. Đấy, các bác yên tâm nhé. Và lô loa này thì nó cũng có rất là đặc biệt luôn, đó là cả ngoài cái rốn lõm như thế này. Rất là đẹp. Cái rốn này thì đánh tiếng bát rất là hay các bạn này. Rốn lõm này thì nó sẽ cho chúng ta một cái này là gần là gần 3 sóng. Đấy, nó có cái độ nhạy rất là cao, cái độ mềm. Cái tiếng đánh rất là sâu, đánh rất là mềm. Đấy. Và gần thì được dưỡng gần dầu ướt đang còn rất là bóng các bạn này. Đấy, tình trạng này rất là đẹp, hoàn hảo luôn. Đấy, tình trạng là hoàn hảo luôn. Rất là đẹp. Đấy. Từ những cái các bác này, từ những cái viền này, cái viền lò này nó làm rất là đẹp, rất là kỹ này. Rất là sắc nét, có thấy không? Hàng cao cấp mà, rất là đẹp luôn. Họng này là họng nhôm. Họng nhôm tí này em sẽ quay lên các bác cái họng nhôm. Lỗ thông hơi lại nằm phía trước. Đấy. Loa gần 3 sóng. Đấy. Bát neo. Bát neo gần 3 sóng. À, màng chống nước. Rốn lại rốn lõm nữa. Thì loa này thì bảo các bác là tuyệt vời luôn. Bao các bác là nghe là phê hay luôn. Cực hay luôn đối dòng loa này. Đấy, có thấy là rất là đẹp. Một chiếc nào bất kỳ một chiếc nào đều rất là đẹp, hoàn hảo luôn. Từ những cái viền đường gắt của nó này có thể đẹp một cái kinh khủng luôn. Đây, và đây là phần sau của nó. Phía sau của loa đây, đây là lỗ tay cầm. Bên hông là có lỗ treo nằm. Đấy, lỗ bắt ốc này. Đấy, ốc nằm luôn. Lỗ tay cầm đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy. Đây thì ở trên loa nó sẽ thiếu một số cái ốc này là do cái vị trí này là vị trí treo loa. Người ta sẽ không bắt vào. Thì cái này á,
thì là bọn các bác về kiếm cho em một con ốc 10, chúng ta bắt vào đây nha, ốc 10. Còn cái chạm loa của nó đây, đây là cái bản cao cấp, nguyên một cái chạm loa đây là nguyên một cái thanh nhôm. Đấy, thanh nhôm khắc CNC. Đấy, sơn tĩnh điện màu đen. Đây, đây là nhôm. Nó nhìn qua thì lại nghĩ rằng đây là giống như cái tản nhiệt nơi cái xúc điện, hoặc là tản nhiệt nơi cái loa liền công suất, nhưng không, đây là cái chạm loa của nó, phải nói là rất là đặc biệt. Nó tên chữ Alcotic. Alcotic. Đấy, bình thường nó chúng ta sẽ thấy cái tem cái loa audio king nó chỉ có chữ audio king này, không có chữ Alcotic này đâu nha. Alcotic này không có đâu nha. Nó chỉ là có chữ là audio king. Giống như những dòng loa nằm hoặc những dòng loa bình thường chúng ta sẽ thấy. Tuy nhiên dòng cao cấp của nó sẽ thêm chữ Alcotic và được dập nổi. Đấy, dập nổi bên trên này. Và đây toàn bộ cái đầu nhôm hết. Nguyên cái khung này là bằng nhôm luôn. Nguyên khối luôn. À, nguyên khối luôn. Từ những cái chạm loa ở đây là được gắn luôn và đều được khắc chìm bên trong. Đấy, gắn chìm bên trong luôn chứ không gắn nổi. Số seri của sản phẩm Made in China, không thể thiếu được. Đây, AK10 Alex Power 300W. Con này công suất của nó rất là lớn, 300W. Đây, con này công suất của nó tới 300W. Bát 25 mà công suất 300W là khá là lớn các bác nhé. Khá là lớn. Bình thường là chúng ta sẽ thấy là chỉ có tầm 250W thôi, nhưng mà con này công suất tới 300W. Nó tương đương với một đôi bát 30. Tương đương một đôi bát 30 bình thường chúng ta dùng. Thậm chí là lớn hơn cả bát 30 của những dòng rất là nổi tiếng nhất trên thị trường, giống như B3. B3 thì là bát 30 của nó rơi vào tầm 250W. Đấy. Và bây giờ thì đây cái căng của nó đây, các bác xem cái nội thất của nó đây. Đây là cái căng. Cái căng của nó đây, em tháo đấy, em giặt. Con này thì nó rất là đẹp, cái này là nó cái căng nó lại là bên trong nó có lưới lưới lọc bụi, cho nên mà cái màng nó rất là đẹp. Đấy. Đây là cái căng của nó đây. Đây, căng phải nói là rất đẹp đúng không? Kia, các bác nhìn thấy cái căng này. Đấy, rất là đẹp, cân đối, nhìn cái lò nó rất là cân đối. Đấy, cái căng của nó đây. Và đây chính là cái nội thất của nó đây. Thì con loa này đây, các bác sẽ để ý này. Đây nhá. Đây là chiếc bát loa. Bát đây là bát neo của hãng BNC. Và trên đây nó sẽ có chữ audio king này, ND300L. Đây các bác vào Google các bác, đây này, bát BNC. Các bác để ý là bên trong này nó sẽ có một cái tem. Cái tem này, cái tem của loa BNC này, mà cái hãng audio king họ mua cái bát của BNC, họ dán đè cái tem lên đây này, trong này có này. Đấy, các bác sẽ thấy nhá. Đây, cái này là cái tem của BNC này. Có thấy chẳng thấy có cái dấu G này, em quay một góc khác cho các bác thấy. Đây. Đây có thấy không? Có cái dấu G đây này, đấy, các thấy không? Nó lằn đây này. Đấy, bên trong nó vẫn còn một cái tem. Vẫn một cái tem nữa, đấy, và một cái tem nhỏ nhỏ đây nữa. Đây là chính là cái tem của cái hãng BNC họ dán. Đấy, có này em vút cho các bác thấy là thấy cái tem nó thấy không? Đấy, có thấy cái dấu lằn không? Đấy, đây này, nó mình lằn đây này. Đấy. Bên trong vẫn còn cái tem nhá. Và cái tem này nó dán đè lên ngoài. Thì em đã bóc vào đằng trong là cái tem là chữ ND300LA, tức là cái model của cái bát này của hãng BNC. Và em đã tra được cái giá của cái loa này ở trên eBay. Thì cái giá của một chiếc loa này nhá, họ đã bán cho một chiếc là hơn 300 đô. Đấy, hơn 300 đô thì nó rơi vào tầm, chúng ta rơi vào tầm là rơi vào tầm 7-8 triệu gì đấy, nếu mà chưa thuế về Việt Nam. Và những cái dấu hiệu của loa BNC chúng ta đều biết rồi, đây BNC nó đều có những cái số dập bên đây BNC, hoặc là của RCF nó đều có cái tem như thế này. Đây, cái tem như thế này, và đây là bát của BNC, và đây là bát xịn của BNC, cho nên mà cái loa này nó rất là giá trị ở nơi cái điểm đó. Bát và tép cũng thế, tép thì đây cũng là tép của BNC luôn. Đây trên này thì nó để nguyên cái tem của BNC này, DM12. Thì cái tép này các bác cũng có thể lên trên eBay chúng ta tra được cái giá luôn. Em đã giới thiệu xong cái bát này nhá. Đây cái bát của nó này. Bát xịn của nó từ những cái dâu gân của nó rất là đẹp như thế này. Đấy. Rất là đẹp các bác thấy không? Đây là hàng xịn của nó. Nhìn cái bát lo này. Đấy, các bác thấy này. Nó xịn xò nó như thế này cơ mà. Đấy. Là từ những cái dâu của nó này. Trên màng lo đều có số này. Đấy, có số, có má đàng hoàng. Zin hết, đẹp mà các bác thấy không? Nhìn cái bát loa kết. Thực ra thì về quan điểm của em thì em nhìn cái bát này em sẽ thích hơn cái bát của cái lô loa Party House hôm trước. Party House hôm trước là cái nó cũng là neo thôi, nhưng mà nhìn nó không thích cái kiểu đó. Cái kiểu nó lại vát lên như thế này, nhìn nó cũng được thôi, nhưng mà quan điểm mọi em vẫn thích mà. Em thích cái kiểu màu đen thế này nhìn nó huyền bí, và cái kiểu bát như thế này nó nhìn nó xịn hơn. Đấy, nó xịn hơn, nhìn nó chắc hơn, cầm lên nó rất là chắc cái bát. Còn cái của audio king hôm trước là cái bát hình chốt nhọn lên. Đấy, cái loa đó thì là hôm trước bọn em bán là 8 triệu. Loa này thì
nhưng mà nó là bát neo tép neo, còn hôm nay thì nó chỉ là bát neo thôi. Nhưng mà thôi, nó bù lại chúng ta là một cái tép rất là xịn xòa. Đây là của hãng BNC nữa, mà đây là hỏng nhôm. Đây hỏng nhôm, hỏng nhôm mà lại hỏng hỏng phóng này nhé. Này hỏng nhôm đây. Và trên đây nó đều có tem 7 màu của hãng BNC, nó còn để nguyên luôn. Và đây trên đây thì nó cũng đều là cái chữ Audio King này. Đây nét cho bác sĩ Audio King này, BNC này. D12-12 này, tức là đây. Tức là cái model này. Cái model của cái tép này. Tép này thì nói chung là một trong những dòng tép hay. BNC thì bất kỳ một cái dòng tép nào của BNC đều là tép xịn cả. Em khẳng định các bác luôn, BNC không có tép dở. Và đặc biệt đấy là con tép này nó lại gắn trên một cái họng nhôm, họng phóng như thế này thì con loa này cái tiếng tép của nó nghe tanh tách. Đấy, nọ các bác ngày mai cái bản test này em sẽ cho ra. Tại vì hôm nay là mới vệ sinh xong chưa kịp test. Đây, họng phóng. Có thấy chứ không? Đấy, từ những cái họng nhôm này con đây. Đấy, nghe cong cong thấy không? Đấy, đây là họng nhôm. Họng nhôm lại họng phóng mới đã như này. Đấy. Rất là xịn họng nhôm. Tóm lại là đây là một cái model đắt tiền. Model này model cao cấp, cho nên mà họ dành tất cả những cái gì tinh túy nhất và những cái gì mà gọi là đắt nhất dồn vào chiếc loa này. Thực sự là như thế. Và tiếp theo để chúng ta đến với phần tần loa. Đây phần tần loa đây. Phần tần này chúng ta sẽ thấy phần tần của nó đây. Xịn chưa? Đấy. Phần tần này. Phần tần của loa thì nó sẽ có hai cuộn cảm. Một cuộn này của loa tép và một cuộn này của bác. Nhưng mà phần tần này các bác thấy này, nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà toàn bộ linh kiện đắt. Tụ đây, tụ của Canada, toàn bộ là tụ C-cap, hàng xịn hết. Hàng xịn đấy. Ở bên mặt bên này vẫn còn linh kiện đấy này. Bên mặt dưới này vẫn còn một linh kiện đấy. Nhưng mà đây này, nó nằm linh kiện đây này, nhưng mà không lật lên được. Đấy, phần tần xịn. Nói chung là chúng ta chỉ cần nhìn vào những cái chất lượng linh kiện này, chúng ta đều biết đây là một trong những cái dòng loa phải nói là siêu đỉnh hiện nay. Em không cần phải nhưng nhiều quá nhiều linh kiện giống như những cái hãng khác, nhưng mà hàng xịn của nó thì chất âm vẫn hay. Nhiều khi là các bác cứ thích là phân tần nó nhiều linh kiện, nhưng mà về quan điểm của em, quan điểm của cái đơn vị bán hàng thì thực ra em cũng thích phân tần nhiều thôi. Phân tần nhiều linh kiện thì nó sẽ cho chúng ta nhìn cái loa nó sướng hơn, tức là giới thiệu nó cũng dễ hơn và mọi người nhìn vẫn thích hơn. Nhưng mà đúng về vấn đề kỹ thuật thì phân tần nhiều không tốt. Bản thân em là như thế. Nếu mà kỹ thuật ấy, mặc dù em bán em cứ thích phân tần khủng thì quảng cáo nó sướng mà. Quảng cáo sướng mà mọi người cũng thấy thôi. Nhưng mà thực ra này, cái phân tần mà nhiều quá thì nó cản tép khá là nhiều. Cản tép và nó nắn tức là cái tiếng tép và cái tiếng bát loa đó, ban đầu của nó chưa được chuẩn. Nó phải can thiệp nhiều những cái linh kiện vào để nó cho ra được một cái tiếng tép mà nó như cái người ta mong muốn và cái tiếng nó chuẩn nhất. Thì đó là cái gọi là về kỹ thuật. Còn những cái loa mà nó đã chuẩn tiếng rồi, bát tép nó đã đạt được rồi thì người ta không cần can thiệp quá nhiều. Đó là về vấn đề kỹ thuật. Vâng, thôi đấy, cũng nói ngoài lề một tí. Và cuối cùng nữa là cái giá của loa này. Giá loa này thì nhắc lại các bác là 7.800.000 đồng một cặp, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Và giá này là một cái giá rất là hợp lý cho các bác, để các bác nhanh tay các bác lựa cho mình một đôi loa hay. Còn loa này về cam kết các bác nghe 7 ngày không hay các bác được trả hàng, được bọn em hoàn 100% tiền. Tuy nhiên là cước là các bác phải chịu nhá. Nghe là không hay được trả hàng. Hàng không zin không xịn như quảng cáo, trả hàng. Đó là cam kết của một cửa hàng em. Và không đẹp các bác cũng trả hàng. Có quyền, các bác có quyền là không từ chối nhận hàng bất kỳ lý do gì, và các bác sẽ được bên em hoàn tiền đủ cho các bác khi các bác cái giá trị các bác mua. Đấy. Tuy nhiên là các bác nghe thử, các bác muốn trải nghiệm thì các bác phải trả cước. Chứ mà em không, bọn em chỉ hỗ trợ các bác được cái băng keo công đóng hàng nhân công gửi cho các bác. Đấy, gửi các bác. Còn nếu các bác không ưng, các bác được trả về, nhưng mà bác phải trả tiền cước cho bọn em. Chứ bọn em không phải là đơn vị gọi là thích rồi gửi loa cho các bác nghe thử, các bác không ưng, các bác gửi lại là bắt em trả cước. Thứ nhất là bọn em không đủ tài chính để mà đi gửi hết được cả nước cho các bác nghe thử như thế. Thứ hai nữa là bọn em cũng không đủ nhân công để làm như thế. Tại vì bọn em bán loa phải mục đích là có lời. Nhưng tuy nhiên là hài hòa cả hai bên. Hàng chất thì bọn em cam kết là như thế và sẵn sàng làm như thế. Để cho các bác mua được cái loa ưng ý cho cái số tiền mình bỏ ra. Không sợ bị lừa, không sợ bị hớ. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé.